Chú có đâu lời nhắn gửi khách tham quan cả nước Việt Nam luôn ngoài Bắc ở Sài Gòn các tỉnh các nơi dồi dào sức khỏe, khi nào có tiền thì có dịp đi khu di tích lịch sử Mo So các anh hùng liệt sĩ mấy ông đậu cho mằng ăn được, không có bệnh hết bệnh. Khu di tích lịch sử Mo So nằm gì ấp Ba Núi xã Bình An huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang. Xin hết, xin chào hẹn gặp lại. Công dịp gần nhất nha. Và cả nhà ơi, chúng ta lại tiếp tục tham quan một cái hang khác của núi Mo So nha cả nhà. Bên khu vực này thì chúng ta sẽ có được chạy máy phát đèn rất là sáng, rất là lung linh cho chúng ta những cái trải nghiệm khác tại khu vực này. Rồi bây giờ thì chúng ta tham quan cái ngay chỗ phần cửa của cái hang nè. Và chúng ta đi một đoạn qua phía bên kia thì chúng ta sẽ có lắp đèn rất là nhiều, rất là lung linh luôn. Và tạo ra những cái lối đi trên mặt nước, cho nên chúng ta cũng sẽ không có phải sợ bị dính nước nữa cả nhà. Ở đây là một cái cặp nhũ thạch râu rồng rất là to, nó đi từ trên đỉnh núi đi chạy thẳng xuống tới dưới luôn cả nhà. Ở đây thì Nam thấy có rất là nhiều cái hình để người ta thờ để tâm linh, cho nên đây cũng là một trong những khu vực tâm linh, cho nên chúng ta vào đây chúng ta cũng đi nhẹ nói khẽ thôi, và cũng tránh là chạm tới những cái vật tâm linh ở đây nha cả nhà, không nên nha. Đây là cái cặp đầu rồng mà Nam nói nè, rất là to nha, nó chạy dài từ trên đỉnh núi xuống tới phần gần tới mặt đất luôn cả nhà. Chúng ta đi qua những cái khe như thế này, chúng ta vào tham quan bên trong. Ở đây là những cái hang này có những cái đoạn nó đi xuyên qua luôn cả nhà ơi, nhưng mà khá là hẹp, và chúng ta muốn đi có khi chúng ta phải bò lồm khồm chúng ta đi qua đó. Xuyên qua. Nên anh em cũng sẽ quay sơ qua cho cả nhà xem thôi, để chúng ta không đi vào bên trong nhé. Vào đây thì cả nhà phải không có sức khỏe tốt để chúng ta chinh phục cái ngọn núi Mo So này. Qua năm tháng thì ở đây nó bị bào mòn bởi nước biển nè, rồi thiên nhiên, rồi gió, một các thứ lên cho tạo ra một cái cảnh quan rất là đẹp, rất là thú vị luôn cả nhà ơi. Chúng ta lại tiếp tục đi vòng qua khu vực có máy phát điện, và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một cái cảnh vật rất là đẹp, rất lung linh luôn. Ở đây là nơi mà người ta lập lên để thờ các chiến sĩ đã hy sinh cả nhà ơi. Wow cả nhà ơi, chúng ta ra qua một cái thiên đường nha cả nhà, thấy không, ở đây rất đẹp, rất lung linh, được bàn tay con người tạo nên. Các cô chú anh chị đây đã tạo nên cái khu vực này đó cả nhà. Và mỗi lần chúng ta khách tham quan vào đây thì sẽ chạy máy phát điện, nó sẽ sáng hết các cái khu vực trong cái hang núi này, và chúng ta sau khi rời đây thì chúng ta sẽ tắt máy phát điện. Ở đây thì chưa có điện vào đây trong khu vực này nhé. Ở đây thì Nam thấy có rất là nhiều cái ngã rẽ cho chúng ta vào tham quan. Chúng ta cái ngã rẽ vào bên trái đi, thì ở đây được chia sẻ là có rất là nhiều dơi ở nhà cả nhà. Trên cái khu vực này nó có một cái lỗ hổng thông trên ngọn núi nha. Chúng ta đứng ban ngày chúng ta có thể nhìn xuyên qua ở đây lên, có ánh sáng lọt vào đây cả nhà, thấy không? Cho nên chúng ta vào trong những cái này thì chúng ta thấy không khí cũng rất là dễ chịu, thông thoáng thôi, cũng dễ thở cả nhà. Ở trên chỗ cái phần đen đen cả nhà thấy đó là những cái lỗ hổng của những con dơi nó ở trên đó này cả nhà. Thì thoảng chúng ta thấy nó bay qua bay lại đó, và chúng ta cũng không có lớn tiếng. Chúng ta lớn tiếng thì đánh động chúng sẽ bay, có khi cũng bay vào người chúng ta, cũng khá là nguy hiểm nha. Trên đó thì cả nhà thấy dơi rất là nhiều luôn. Bên dưới thì người ta thu hoạch phân dơi để người ta bán để trồng cây đó cả nhà. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều cái nhũ thạch. Chúng ta qua khu vực khác nha. Trên những cái vách núi này có rất là nhiều hình tượng nha cả nhà, hình người có, hình động vật có. Từ từ thì cả nhà sẽ được xem các cái hình thù này. Nó được từ cái những cái sự xói mòn rồi lở của những viên đá, nó tạo ra những cái hình thù rất đặc biệt. Và mình nhìn thì mình có thể tưởng tượng ra được những cái hình này hình nọ nha cả nhà. Thank you.
Đi gấu, đi gấu. Gấu dẫn đường mà, nghe chứ mấy con đi giờ nó khôn rồi. Này sống. Số 1 11 chân nhà có ai mua chân chưa? Dạ có. Dạ. Dạ dạ. Ê, cái này dư bằng tay nè. Trời, giống như bàn tay Phật rồi. Đúng nà ghê không? À, khắc tên của bộ đội đã mất hả? Chứ đừng cứng. À. Mấy cái số trên núi hả chị? Nè, cái vàng chia chân tượng nè. Bốn chân nè.
tới đây Nam cho cả nhà xem một cái tượng hình trên đá rất là đặc biệt. Đây là hình một giống như một kiểu một con rùa, một con a3 cả nhà, rất là to nha. Cả nhà thì thấy có mắt nè, có mũi nè, rồi cái vây nó đang bơi, và trên cái vai nó thì có hình giống như kiểu con đồi mồi nè cả nhà, rất là to. Đúng là thiên nhiên rất là đặc biệt ha. Cả nhà thấy xem không? Nhìn nó rất là sắc nét nha. Đây là cái phần vai nè cả nhà. Đó, cái phần vai nè, đó phần đầu nè, phần mắt nè, và trước là cái phần mũi của nó nè. Chúng ta nhìn lại có cái góc nhìn rất là giống mà. Bên đây thì chúng ta nhìn không giống phần phía từ góc bên kia nhé. Đi góc, đi góc, đi đi trước không, đi mày chờ tao chứ, đi 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 thẳng luôn, xuyên qua luôn góc, ừ qua luôn góc, đi đi đừng chờ, đừng chờ chờ, đi 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 góc, nó nghe tiếng mới đợi. Gấu ơi, ủa trong đây còn ngọc ngách dữ lắm, cái này người ta tạo. Này giống bằng chân bàn tay dữ nhỉ, bàn chân khổng lồ, người tạc ra mấy cái này, ủa công nhận chứ, nhiều nghiên cứu thiên nhiên, mắt gì rỗng ruột hết trơn này nè, ruột rồi đá ở đây đi đâu. Và trên đường đi về thì Nam thấy có một cái hình trên vách đá rất giống là một con cá sấu đang ngủ quên cả nhà. Đó. Cả nhà từ từ xem nè, nó hình giống như một con cá sấu đang nằm ngủ ở trên núi, nằm dài xuống. Trời ơi, nó giống, cực kỳ giống luôn. Đây, không biết là mọi người đã phát hiện được ra cái chỗ này chưa cả nhà. Nam cho cả nhà xem thấy chưa. Nó giống như một con cá sấu vậy, nó có vây, có vảy rồi, đầu, cổ, nói chung mắt, mũi đầy đủ hết. Nó nằm từ hướng ở trên cái đá đổ xuống như cả nhà, nhìn cực kỳ giống luôn. À cả nhà thấy không, nhung như kiểu một con cá sấu vậy. Và bây giờ thì chúng ta đã tham quan hết cái khu vực núi Oso rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi hết clip nha.
Cả nhà có về Hà Tiên thì cả nhà cũng nhớ đừng quên ghé qua khu vực này nhé. Em cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có một ngày tham quan thật vui và thú vị nha. Xin trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.